Alo. Chào bố. Bố đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu bố gả con gái cho con ấy, thì con sẽ sang tên biếu bố mảnh đất 5.000 m². Con cũng hết lòng yêu thương con gái bố. Con gái tao không phải là món hàng để mày trao đổi. Bố cũng già rồi lầm cầu phết nhở. Bố có tin con đốt nhà bố không? À, bố mày sợ mày quá cơ. Xem mày đủ sức để đốt được bao nhiêu cái nhà.